trợ thủ bảo vệ làn da mùa nắng nóng thời tiết đang đi vào những ngày đầu hè nắng nóng để đối phó với thời tiết nóng nực và oi bức của mùa hè bên cạnh các sản phẩm chống nắng như áo chống nắng khẩu trang bao tay mỹ phẩm chống nắng là những sản phẩm không thể thiếu đối với nhiều người nhất là chị em đáp ứng nhu cầu thị trường từ các cửa hàng bên ngoài đến shop online nhộn nhịp các sản phẩm mỹ phẩm chống nắng những năm gần đây mùa hè ngày càng trở nên gay gắt nóng bức mối lo sợ hàng đầu của nhiều chị em chính là tia nắng uv độc hại gây ảnh hưởng xấu đến làn da hiện nay nắng nóng vẫn chưa tới đỉnh điểm nhưng các điểm kinh doanh hàng chống nắng trong nội ô thành phố cần thơ đã sôi động với đủ loại hàng hóa trong cái nắng gay gắt của mùa hè áo chống nắng là trang phục không thể thiếu của chị em và thậm chí là nam giới và trẻ nhỏ khi ra ngoài theo đó trên thị trường hiện áo chống nắng có hàng trăm loại màu sắc chất liệu khác nhau và được bán tại bất cứ đâu có thể như Siêu thị cửa hàng thời trang chợ áo chống nắng thường có nón trùm đầu, kèm khẩu trang che kín mặt, tay áo dài để chống nắng. Sản phẩm có đầy đủ chủng loại cho nam, nữ, kể cả trẻ em, đặc biệt có phiên bản dáng dài dành cho chị em và các bé gái. Hiện nay, các thương hiệu áo chống nắng được nhiều người yêu thích như Uniqlo, Tanifa, Tokyo Lifer, tx UV 100 giá trên dưới 500.000 đồng mỗi sản phẩm. Ngoài ra, trên thị trường còn có các sản phẩm áo chống nắng không rõ nguồn gốc giá trên dưới 150.000 đồng mỗi sản phẩm. Đối với áo chống nắng, chất liệu phải là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn. Do vậy, người tiêu dùng chọn lựa những chất liệu có khả năng chống được tia UV polyester, polyamide từ các loại sợi như sợi gốm ceramic fiber, sợi micro fiber hoặc được phủ nano. Bên cạnh áo chống nắng, các sản phẩm phụ trợ như khẩu trang bao tay, nón, váy chống nắng cũng được bày bán phong phú về mẫu mã, họa tiết hợp thị hiếu người tiêu dùng, giá bán trên dưới 50.000 đồng mỗi sản phẩm. Không kém cạnh, các cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, chăm sóc da giới thiệu các sản phẩm kem chống nắng, mặt nạ dưỡng da, xịt khoáng với nhiều nhãn hiệu từ cao cấp đến bình dân, từ những sản phẩm nội địa đến ngoại nhập. Sự đa dạng về nguồn gốc, xuất xứ, thành phần cấu tạo, công dụng, dùng cho da khô, da thường, da hỗn hợp cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn phù hợp với cơ địa cũng như túi tiền. Chị Nguyễn Hồng Thoa, ở đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, chia sẻ, chăm sóc da là việc làm thường xuyên, nhưng những ngày nắng nóng chị đặc biệt quan tâm hơn. Vì vậy, trong túi sách lúc nào cũng chuẩn bị một số loại mỹ phẩm cần thiết như xịt khoáng, giấy thấm dầu, kem chống nắng. Hiện nay, thị trường mỹ phẩm phong phú và cần thơ có thêm nhiều điểm kinh doanh uy tín của các thương hiệu nên việc chọn mua cũng dễ dàng và an tâm hơn. Ngoài dạng kem phổ biến, kem chống nắng còn có một số sản phẩm có dạng gel, xịt, phấn. Hiện nay không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ làn da, các sản phẩm kem chống nắng được bổ sung thêm tác dụng giúp làm sáng và dưỡng ẩm. Không chỉ dành riêng cho phái đẹp, các nhà sản xuất đưa ra thị trường sản phẩm kem chống nắng riêng biệt cho phái mạnh và trẻ em. Một số thương hiệu kem chống nắng được người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay như Innisfree, Cicido, Anessa, Vichy, Neutrogena, Biore, Sunplay giá trên dưới 300.000 đồng mỗi tuyết 35-70ml. Vào thời tiết nắng nóng, da tiết mồ hôi nhiều hơn, mất nước nhiều cho nên cần thiết cấp ẩm cho da thường xuyên. Một trong những cách cấp ẩm cho da mặt là sử dụng mặt nạ, xịt khoáng. Thị trường có rất nhiều loại mặt nạ như mặt nạ giấy cốt trông, mặt nạ đất sét, mặt nạ gheo, mặt nạ ngủ, mặt nạ rủi bọt giá trên dưới 10.000 đồng mỗi miếng hoặc trên dưới 200.000 đồng mỗi hũ. Tùy vào tình trạng da mặt, người tiêu dùng có thể tư vấn để chọn sản phẩm phù hợp. Với thành phần chủ yếu là nước, khoáng chất và một số loại vitamin, xịt khoáng có tác dụng nhanh chóng làm da dịu mát, giảm nhiệt và hạn chế tiết dầu trên da, cũng như các loại mỹ phẩm khác thì hiện nay dịch khoáng trên thị trường là vô cùng đa dạng. Trong đó, một số thương hiệu được yêu thích hiện nay như Avene, Roche Posay, Vichy, L'Oréal, Innisfree, Nature Republic giá trên dưới 200.000 đồng mỗi chai 50-400ml.